tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Rio. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, nhập về Việt Nam là cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp các bạn ạ. Biển số là một sảnh tiến rất là đẹp nhé, 30E34560. Đấy, biển số thì rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chạy rất ít các bạn ạ, mới hơn 7 vạn km thôi. Và cái đồng hồ này chúng tôi cam kết với quý bạn là đồng hồ là cam kết chuẩn nhá, không tua. Vì chiếc xe này tôi mua được của một cậu em quen biết, cho nên là biết rõ nguồn gốc tôi mới dám cam kết là đồng hồ không tua. Và chiếc xe này tôi mua từ chiều ngày hôm qua đấy ạ. Tôi mua chiều ngày hôm qua là tôi đã quay được một cái video trực tiếp lên cho quý vị và các bạn xem, để quý bạn thấy được cái đồng hồ chuẩn của chiếc xe là tôi vừa mua xong tôi quay luôn ấy. Đồng hồ chuẩn có hơn 7 vạn km thôi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ các bạn ạ. Quý bạn xem này, toàn bộ đèn đóm rất là đẹp rồi. Đây là cái đèn thì nó có sẵn đèn bi rồi nhá. Chủ xe chỉ lắp thêm bóng siêu sáng thôi. Và đặc biệt chủ xe lắp thêm đèn nổ start top. Đấy, đèn nổ start top và gương gập điện auto theo khóa nhé, bấm khóa là gương tự gập điện này. Màn hình Android này, cảnh báo absolute lốp tích hợp trên màn hình. Lát nữa tôi sẽ quay tôi giới thiệu cho quý bạn xem này. Cái bộ cảnh báo absolute lốp này rất là xịn các bạn ạ. Đấy. Và rất là nhiều đồ chủ xe độ ra ấy, là camera hành trình này. Và những cái đồ mà chủ xe độ bỏ ra, ví dụ như bộ khóa đấy, khóa nguyên bản của xe này, bộ khóa nguyên bản này, rồi các thứ là chủ xe để hết ở trong xe đấy. Nếu như mà chúng ta mà không thích cái bộ này, chúng ta lại thể về nguyên bản được luôn quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe rất là chăm xe, toàn bảo hành bảo dưỡng tại Kia Giải Phóng luôn quý bạn nhé. Chủ xe vừa mới bảo hành bảo dưỡng cấp độ 7 vạn và thay hết toàn bộ dầu, kể cả dầu hộp số cũng đã thay rồi. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm luôn ạ, không phải bảo dưỡng nữa đâu. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn, hết luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, màu cà phê này quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta vẫn đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh hơn 7 vạn km thôi, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Và với những chiếc xe nhập khẩu thì cái nước sơn zin rất là quan trọng quý bạn ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Nhìn về cái phần sườn bên phụ đây quý bạn ạ, rất đẹp, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Và cái màu cà phê này rất là đẹp luôn các bạn nhá. Nếu như để ở dưới nắng nó còn đẹp hơn nhiều nữa. Hôm nay thì thời tiết nó không được nắng, nó râm. Thì nhìn ở dưới cái thời tiết râm này nó không được đẹp bằng như nếu như để ngoài trời nắng đâu quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi mua về, nói thật với quý bạn, hôm qua tôi quay, tôi cũng đã quay lúc mua cho quý bạn xem cái đồng hồ thôi. Nhưng chiếc xe này tôi mua về là không có phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Vừa với chỉ mất tiền rửa xe thôi các bạn ạ. Đấy, tôi cũng đã rửa qua thôi, chứ không phải dọn dẹp gì đâu. Chủ xe rất chăm, rất sạch sẽ, rất đẹp các bạn ạ. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ. Một chiếc xe 2016 mà có thể nói là đẹp hiếm có như chiếc xe này. Rất là mới đấy ạ, quý bạn xem đấy ạ. Nhìn từ những cái cụm đèn pha này, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon quý bạn nhá, rất là đẹp này. Nhìn từ đèn pha này đến mặt ca lăng này, chữ logo
tất cả còn rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cụm đèn pha rất là sáng. Tương tự thì bên dưới là cụm đèn gầm này. Nếu như nhìn vào chiếc xe như chiếc xe này thì ít người đoán nó là 2016 các bạn ạ. Nếu như 2016 tính ra thời gian sử dụng đến bây giờ cũng đã được 6 năm rồi mà nhìn chiếc xe này nó mới như này đây các bạn này. Đấy, mặc dù chúng tôi không có phải dọn dẹp gì đâu các bạn nhá, chỉ có rửa lên là tôi đem đây tôi bán này. Đấy. Rất đẹp luôn. Quý vị và các bạn đến xem xe, tôi sẽ mở điện thoại cho quý bạn xem cái xe mà tôi chưa rửa. Từ lúc tôi mua xong cái là tôi cũng đã chụp ảnh lại nguyên rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, gương chiếu hậu thì đã được tích hợp xi nhan trên gương. Và chủ xe cũng đã gỗ độ gập điện auto. Chỉ cần bước ra khỏi xe bấm khóa một cái là gương gập điện rồi các bạn nhé. Dàn lốp xi lanh đây ạ. Dàn lốp mít xi lanh. Chủ xe chạy từ đầu luôn đến bây giờ mà còn rất đẹp này này. Đấy, rất dày luôn các bạn nhé. Chủ xe mới chạy có hơn 7 vạn thôi. Cho nên là rất là đẹp, là dạng mà chưa có bị xước sát gì cả quý bạn ạ. Và cái bộ cảnh báo áp suất lốp chủ xe độ lên là cũng cái bộ cảnh báo áp suất lốp rất là xịn đây này. Đấy, rất đẹp luôn quý vị bạn nhá. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý vị bạn thấy đây ạ. Cụm đèn hậu cũng rất là mới này. Đấy, cụm đèn hậu này thì cũng đã được trang bị là cụm đèn LED rồi quý bạn nhá. Đấy, cụm đèn hậu này đèn LED này. Logo cũng rất là mới này quý bạn này. Logo mới này, cụm đèn hậu chưa có bị xước sát gì cả, chưa có bị cong vênh hay là nứt vỡ gì đâu các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản GEO này. Chủ xe này bảo hành bảo dưỡng tại Kia Giải Phóng luôn quý bạn ạ. Đấy, bảo hành bảo dưỡng thay dầu các thứ là toàn Kia Giải Phóng luôn nhé. Và chủ xe cũng đã độ cái màn hình Android rất là xịn với cái camera lùi rất nét các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Đây là nhìn về cái phần sườn bên lái này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn khá nhiều đấy ạ. Đấy, dàn lốp này cũng còn rất mới. Bộ cảm biến áp suất lốp thì rất là xịn. Chủ xe độ toàn đồ xịn thôi quý bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài, thân vỏ bên ngoài của chiếc xe quá là đẹp rồi quý bạn ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Riêng về cái phần đâm đụng hay là va chạm, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nhé. Không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước. Tất cả là còn nguyên bản hết. Không những nó còn nguyên bản và còn rất đẹp, rất mới như này. Đây quý bạn nhé. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài, rất là đẹp, rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là về cái phần option keo chỉ của chiếc xe. Quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước bên lái này, toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, từ những cái táp bi cánh cửa đây các bạn xem này. Táp bi rất mới này, chạy nhiều hay chạy ít là quý vị và các bạn xem từ những cái phần chi tiết nhỏ nhất này nhé, để thấy được chạy nhiều hay chạy ít này. Đấy, rất là mới luôn này. Đấy, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất này, vô lăng cầm số này. Vô lăng là nguyên bản này quý bạn nhé. Vô lăng này là nguyên bản đây này. Chúng tôi không có bọc lại, không có sơn lại hay làm gì đâu. Cần số thì chủ xe lại thích lắp thêm một cái cần số theo kiểu Kia mới bây giờ quý bạn này. Giống như kiểu Kia Cerato hay là xe đời cao bây giờ là dùng cái cần số này. Nếu như quý bạn nào mà không thích thì lại dùng về cần số cũ nhé. Chủ xe thay ra chỉ việc tháo ra và lắp vào cái là xong thôi. Đơn giản thôi quý bạn nhé. Đấy. Và nội thất ghế da cao cấp nguyên bản của xe thì đã được là trang bị sẵn có rồi quý vị và bạn nhé. Đấy, và bộ lót sàn 5D rất là xịn, rất là đẹp luôn quý bạn này. Đấy, kể cả ở những cái chân, cái chân ga đây này các bạn này, cái chân ga còn chưa bóc ni lông ra các bạn này. Đấy, chân ga cũng chưa bóc ni lông đâu quý bạn nhé. Đấy, chạy nhiều hay là chạy ít thì chúng ta phải xem từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Đấy, những cái phần ni lông này từ lúc mua xe đến bây giờ này mà chưa bóc ra đâu này. Đấy, quý bạn thấy ni lông còn nguyên chưa bóc. Rất là đẹp đây, những cái phần trần đều rất đẹp luôn quý bạn này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhá. Keo chỉ này cũng còn nguyên hết này. Đấy, tất cả còn nguyên và còn rất là đẹp, những cái gioăng này còn rất mới này. Đấy. Ốc còn nguyên hết này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Không những còn nguyên và còn rất đẹp đấy ạ. Đấy. Táp bi này. Nội thất ghế da sau này. Đấy. Rất đẹp luôn quý vị và các bạn nhé.
phần nỉ trần này cũng rất mới này. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong. Đấy, những cái này mà chủ xe độ thêm này này. Màn hình xịn luôn này. Bây giờ tôi sẽ bật điện lên cho quý bạn xem nhé. Đấy, tôi đã bật điện lên rồi này. Đấy, nghe loa rất là hay. Tôi cho nhỏ đi để tôi giới thiệu cho quý bạn xem nhé. Đây là cái khóa thông minh đề nổ start top mà chủ xe độ thêm này. Màn hình Android rất xịn này. Tích hợp cảnh báo số lốp này, này. Đấy, có sẵn cảnh báo xuất lốp ở trên đây này. Cảnh báo xuất lốp nó báo sẵn trên màn hình này. Camera hành trình cũng có thể tích hợp luôn tất cả luôn ở trên cái màn hình Android này quý bạn nha. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây, thưa với quý bạn, đồng hồ công tơ mét chạy 7.6 là chuẩn đấy nhá. Hôm qua tôi mua xong là tôi có một cái video tôi đăng luôn tối hôm qua rồi quý bạn ạ. Tôi mua lúc chiều thì tối tôi về nhà tôi mới đăng được. Đấy, quý vị và các bạn xem một cái video ngày hôm tối hôm qua tôi đăng là đồng hồ chuẩn lúc tôi mua đấy nhá. Đấy, và vô lăng đây. Nguyên bản nhá, vô lăng nguyên bản không có sơn chiếc gì. Vừa chiều tối hôm qua tôi mua thì sáng nay tôi lại quay luôn đây này. Vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control đầy đủ hết cả luôn các bạn ạ. Đấy, với một chiếc xe hạng B nhập khẩu cho nên là option đầy đủ như này rồi các bạn nhé. Đấy, và còn rất đẹp này, toàn bộ từ những cái phần nhựa này, những cái phần nỉ trần này, chưa có dọn dẹp gì đâu, tôi vừa mới rửa đi thôi. Tối hôm qua tôi mua về cái là tôi đem rửa luôn, sáng nay tôi ra tôi quay sớm đi các bạn này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Option thì rất là nhiều và lại đẹp nữa quý bạn ạ. Đúng là những chiếc xe đến từ Hàn Quốc không làm cho người dân thất vọng tí nào luôn các bạn ạ. Rất là nhiều option, giá thành thì lại hợp lý mà lại bền nữa. Hàng nhập khẩu đi bao giờ cũng bền quý vị các bạn nha. Nếu như những ai mà đi những xe nhập khẩu rồi thì không bao giờ thích đi xe trong nước nữa đâu, tôi khẳng định luôn đấy ạ. Và đây, cái này là cái phần đèn chân phanh mà chủ xe đã lắp thêm đấy nhá. Lắp thêm những cái phần đèn thì cứ bắt đầu bật điện lên là đèn chân phanh này nó sáng đấy quý bạn nhé. Đèn chân phanh này. Và tạm thời thì tôi lại tắt cái điện này đi, tôi ra ngoài để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn những phần còn lại của chiếc xe bên ngoài. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau chúng ta có thể bấm trên chìa khóa thông minh này. Đấy, cốp sau có thể bấm trên chìa khóa thông minh. Đây là cái phần keo chỉ của cốp sau đây quý vị và bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu, còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản quý bạn xem đây ạ. Tất cả những cái keo này còn nguyên hết. Điều này cho ta thấy là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Đấy, những cái thảm này đằng sau này còn rất mới này. Đấy, quý bạn xem sát là thấy được luôn này. Cái thảm này rất mới luôn quý bạn nhé. Phía bên trong cốp sau đây là cái phiên bản sedan cho nên là cốp sau cũng rất là rộng, và đặc biệt là chủ xe giữ gìn cho nên là cũng không có xước sát gì đâu. Đằng sau này rất mới này, rất là đẹp luôn này. Đấy, rất đẹp luôn nhé. Và phía bên dưới này, toàn bộ lốp sơ cua, lốp sơ cua cũng còn nguyên bản theo xe đây các bạn nhé. Lốp sơ cua này là nguyên bản theo xe và còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua rất mới này. Phụ tùng cũng rất là mới luôn các bạn nhé. Đây là cái hộp đồ mà chủ xe độ thêm này. Đây là cái bộ khóa này. Đây là cái cần số này. Cần số mà chủ xe đã độ thêm cái cần số khác đấy. Cần số nguyên bản của xe đây, tôi cho quý bạn xem này. Cần số nguyên bản của xe nó như này đây các bạn này. Đấy, chủ xe đã lắp thêm cái cần số khác vào đấy. Cần số để cho nó giống xe đời mới bây giờ. Dây điện, đóm này, các thứ này. Đấy, còn nguyên của cái xe này, nếu như chủ xe bây giờ mà mua một chiếc xe này về mà không thích những cái đồ độ đấy, chúng ta có thể về nguyên bản nhá. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, tabi rất mới, rất là đẹp luôn này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, chúng tôi vừa mới rửa xong, nó còn chưa khô này. Tôi vừa mới rửa tối hôm qua, sáng nay đem ra tôi quay luôn đấy ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Nội thất này, toàn bộ ghế da nguyên bản của xe này. Ghế da nguyên bản chúng tôi chưa có đánh dọn gì đâu các bạn nhé. Đấy, và trần đều rất mới, rất đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, nhìn từ những cái bậc cửa này đã thấy nó còn rất mới này. Đấy, rất mới và rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé.
Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, tắp bi cánh cửa này đều mới và đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này quá là đẹp luôn rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, 2016 mà tìm được một chiếc xe mới đẹp như thế này thì không có nhiều ở trên thị trường đâu quý vị các bạn nhé. Có phải nói là rất là hiếm đấy ạ. Vì những cái dòng xe Rio này nó ở phân khúc hạng B, nó giống những chiếc xe Honda City hoặc Toyota Vios đấy ạ. Rất nhiều xe là chạy dịch vụ quý bạn nhé, cho nên chiếc xe này thì là nhập khẩu rồi, cho nên là ít chạy dịch vụ hơn. Tất nhiên là cũng có những chiếc xe như thế này chạy dịch vụ chứ không phải là không đâu quý bạn ạ, nhưng mà cái số lượng chạy dịch vụ nó ít hơn. Đó. Rất đẹp này, rất mới luôn quý bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Rio 2016 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít quý vị ạ nhé, và kết hợp với hộp số tự động. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái động cơ này chúng tôi cũng chỉ có lau qua một chút bên trên này, đúng nghĩa là tôi chỉ lau qua một chút bên trên này chứ không dọn dẹp gì đâu. Đấy, nhìn bên dưới thì các bạn thấy đấy ạ, nhưng với cái động cơ này nó quá đẹp rồi các bạn ạ, không nhất thiết phải dọn dẹp. Bây giờ mà dọn dẹp thì đưa hóa chất vào để tẩy rửa với cái động cơ này nó sẽ đẹp, nó sẽ mới hơn rất là nhiều quý vị các bạn nhé. Nhưng mà không nhất thiết phải cần như vậy đâu ạ. Đấy, vì đưa hóa chất vào để dọn dẹp cho một cái động cơ nó sẽ ảnh hưởng đến những cái phần gioăng nhựa này, cao su này, nó ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên là càng hạn chế dọn được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chỉ với những chiếc xe nó quá bẩn thì chúng tôi mới phải dọn dẹp thôi, còn lại là nếu như nó khô ráo sạch sẽ đẹp như này chúng tôi sẽ không dọn đâu. Vừa tiết kiệm được chi phí, vừa bảo vệ được cái động cơ cho nó tốt. Đấy, và cái động cơ các bạn xem đây ạ, tất cả những con ốc từ ốc giàn cò này, ốc giàn cò, ốc mặt máy đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản hết này, chưa có một con ốc nào tháo ra quý bạn nhá. Đấy, cái giàn cò này là còn nguyên này, chưa thay. Đấy, còn nguyên này, toàn bộ còn nguyên bản hết. Ốc tai này chưa có một con ốc nào tháo ra đâu quý bạn này. Đấy, ốc này, ốc cabo này còn nguyên bản hết này, keo chỉ cabo, keo chỉ cabo cũng còn nguyên hết luôn này. Đấy, keo còn nguyên hết đây quý bạn nhé. Logo này chưa có một con ốc nào tháo, chưa có một dấu vết gì ở trên cái nắp cabo này. Đến cái tấm lưới tản nhiệt, tên lưới cái cách nhiệt này, cái này là gọi là cái thảm cách nhiệt của cái cabo này, còn mới như này các bạn này. Đấy, ốc cabo đây đều chưa có một cái vết tháo này. Ốc tai này, tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ này thì đều như là chưa có một vết tháo các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về nội thất, ngoại thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.